Tay xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo của Tay. Tay vừa mới cắt cỏ cho trâu xong nha. Bây giờ cũng là hơn 8 giờ rồi. Hôm nay Tay tính đủ thêm thằng em Tay nữa để đi vào trong suối, đi lên trên rừng xa nha, để đi bắt cua đá. Khi trước là Tay có bắt cua rồi nhưng mà Tay đi gần gần thôi. Ngày hôm nay Tay đi nguyên một ngày luôn và đi lên xa nha. Thì Tay gặp những cái cảnh nào đẹp Tay sẽ quay lại cho mọi người xem luôn nha. Tay với thằng của em một Tay vừa mới vào trong suối nha. Thì trong này âm thanh rất là ồn thì mong mọi người thông cảm nha. Qua wow, Tay vừa lên chỗ này gặp cái thác rất là đẹp nha. Cái thác là tắm mà đúng bài luôn. Thằng em của Tay nó vào nó thử gục nước này có sao không nha. Nước sao không? Quá mát rồi. Tay sẽ trèo lên hòn đá này nha, để lên phía trên kia, quay xuống cho mọi người xem nha. Tay ở lên được cái đầu thác này nha, thì cảnh rất là đẹp luôn. Có không? Không có. Chỗ này có lỗ cua nha. Nhớ đi nó mất rồi. Chắc nó đi ăn rồi. Hình như cua ban ngày nó đi ăn hết rồi mọi người. Khi nãy giờ Tay lật mấy chỗ mà không thấy con nào hết. Chỗ này có con cua nha. Wow, nhìn ngao như này mọi người. Đấy con cua nha. Con cua này rất là to nha. Wow. Tay sẽ lật thử cục này nhé. Ủa nó đi ăn đâu hết rồi mọi người. Chỗ này có ổ cua nha. Mình như nó đi đâu mất rồi.
Chắc bây giờ anh đi ăn rồi đó mọi người. Chỗ này con cua to nha, để tôi cầm cái càng lại. Khi sáng giờ tôi đi được con này to nhất đó mọi người. Mọi người thấy to không? Cái càng rất là bự nha. Khi nãy giờ tay bắt toàn là cua đi ăn thôi nha, không có cua ở trong đó. Như ban ngày nó đi ăn hết. Cái này con cua nhá. Wow, con này cũng được nha mọi người. Chỗ này có một câu nha. Để tôi cầm cái càng nó lại. Wow, câu này cũng lớn nha. Chỗ này có một ổ cua nha. Ổ cua này như nó đi nó mất rồi mọi người. Tay lên chỗ này gặp cái hòn đá rất là bàn nha. Hòn đá này ngồi ăn cơm rất là sướng luôn nha mọi người. Ở phía trước mặt của tay có một cây sim nha, để tay lại tay hái cho mọi người xem luôn. Qua chỗ này có một trái chín nha. Đây là trái sim nha, khoảng mấy tháng là tay chưa gặp được trái sim á. Đây có một trái nó chín này nha. Ở bên dưới này đây còn một trái nha. Còn mấy trái này nó còn già nha. Qua lâu quá rồi tay chưa ăn lại trái sim á. Qua đây bên trong là có mấy trái nha. Cũng cả 6 tháng hay 1 năm mà tay chưa ăn lại trái sim này. Hồi xưa cái thời tuổi thơ của tay ăn rất là nhiều, nhưng mà thời gian gần đây là không có cá vì nó chết hết trơn rồi mọi người.
Ở trên tay có mái trái nha. Mọi người thấy ngon không? Đây là sim rừng đây mọi người. Ngày hôm nay thầy đi trên suối này thì quay cảnh rất là nhiều. Vì khi sáng tôi đi bắt cua trên này nhưng mà cảnh trên suối thì rất là đẹp, thì tôi muốn quay lại những cảnh đẹp cho mọi người xem. Tôi đi tới đâu có cảnh đẹp thì tôi sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Phía trước mặt của tôi đó là bãi đá rất là đẹp, thì vài bữa tôi sẽ lên đây làm video nha. Ở phía trên này cảnh rất là đẹp nha. Qua wow, ở phía trên này có cái hộp rất là sâu nha. Phía trên có thác nước rất là đẹp nha mọi người. Qua wow, cái hộp này rất là sâu, tắm rất là sướng luôn. Tay vừa đi phía dưới lên đây nha, thì tay nhìn qua phía tảng đá bên kia thì có một cái thơm nha, thì tay quay gần lại cho mọi người xem chỗ này nha. Thì bây giờ tay sẽ kiếm một cái cây để hái nha.
phía trong này có con cua nha. Để tôi cầm cái cạn cho nó cắn nha. Chỗ này có một con nha. Để tôi cầm cái càng đó lại. Chỗ này có một con cua nhưng mà hơi nhỏ nha. Tay vừa lên chỗ này gặp cái thác rất là đẹp nha, nước chảy phía trên xuống rất là đẹp luôn. Tay nèm như này tay nghỉ một tí nha. Khi nãy giờ tôi đi khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi thì được vài con rồi nha. Thì tay ngồi tay nghỉ một tí, sau đó tay sẽ đi lên phía trên tiếp nha.
Tay vừa mới lên cho hòn đá này nha, thì cảnh ở trong suối này rất là đẹp luôn, mọi người nhìn thấy không? Cảnh cực kỳ đẹp luôn. Tay lên trên xa này thì có mấy cái hòn đá rất là to, làm video rất là sướng nha. Thì trong những video tiếp theo thì tay sẽ lên trên này làm và quay những cảnh đẹp cho mọi người xem nha. Mọi người thấy không? Cái hòn đá này ngồi làm video rất là sướng luôn. Cảnh rất là đẹp. Ở phía trên này cảnh rất là đẹp luôn nha mọi người. Phía trên này có một cái cây cái rễ rất là đẹp nha, những cái cảnh mà mọi người, nhưng mà có ai nó cắt cho cái rễ rồi thì phải. Đây có một con rất là nhỏ.
chỗ này có hai cái cây nó mọc lên hòn đá luôn nha mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Đây là cây rong cây rê gì đây. Nó không có đất cái gì nhưng mà nó mọc luôn lên đá luôn. Thấy có bự mà mở xem rồi. Thì sáng giờ tay với thằng em tay bắt được quá trời luôn nha mọi người. Giờ bắt những cái con kia kia phải. Cái con mà cháy cháy á. Không to đây. Đi. Bắt mấy con mà lật lật á. Con nào mà sống hết á. Con nào mà sống nha. Ừ. Sáng được quá trời. Vậy đó, bắt mấy con lật lật á. Phây, vô cho nào Phây. Quá này chẳng có công định này. Củi khô không? Khô không? Chặt chặt luôn cái coi kìa. Để cây khô khô á. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm ít củi nha. Xong ở dưới này bỏ củi khô trước. Bỏ củi nhỏ nhỏ không mới cháy. Chứ không bỏ củi kia không cháy đâu. Đi kiếm củi nhỏ nhỏ. Tay sẽ làm cái bếp chỗ này nha. Phây Phây lượm mấy cái đồng đình á Phây. Mấy cái lá khô khô á. Vì trời mới mưa kìa. Nên sợ ướt hết á. Khi sáng đi tay có đem một cái nồi nha. Bây giờ tay sẽ bỏ cua trong này. Bỏ đây Phây. Bắt mấy con lạc lạc á nha. Con cua rất là to nha, mọi người thấy không? Bắt mấy con lạc lạc ở trước. Nữa đi. Nó nhiều nhiều xí. Thêm đi. Ở dưới có con lạc ở dưới, dưới. Chọn không? Kìa kìa, bên kia chỗ kia kìa. Đó. Còn sót. Nó ăn đủ không? Đi ngang tiếp. Thôi bây giờ tay sẽ nấu chân này nha. Để tay đi làm bếp luôn.
Lấy tay ra, lấy ra. Bây giờ tay sẽ đổ ít nước vào nha. Tay lục cái cua này sơi đi đã. Mấy con cua này nó còn sống nha. Đi về phê. Ồ, nó tắt thui rồi. Lượm thêm củi đi Phi ơi. Lượm thêm củi đi. Phi Phi, bẻ mấy cái cây nào bỏ luôn Phi. Ủa, kiến quá. Má kiến không kinh chưa. Mọi người thấy kiến quá trời luôn nè. Sao té thui rồi. Ấy lửa mạnh vào đây. Ấy bên kia xem. Để cho nó nắm nắm sơ sơ đâu. Bỏ củi vô đi. Khi sáng đi tay có đây một ít rau nha. Với lại khi nãy tay có hái một cái thơm nha. Để đây rửa sơ. Nhắc nhắc nồi cua đi. Nhắc ra ngoài đi. Nắm rồi. Từ từ đổ xíu nước lạnh vào cho nó hết nắm đó. Đổ xíu nước lạnh vô. Mà là không nắm chịu đợi không nổi đâu. Bây giờ ta sẽ gỡ cua ra nha. Lật ra đi Phi. Lật mấy cái chân bỏ nè. Bây giờ ta sẽ lật cái chân này ra nha. Bây giờ ta sẽ bẻ cái chân với lại cái càng ra nha. Lật luôn cái ra Phi. Cái này lớn không? Lớn cái này chứ. Cái kẹ lớn bình thường chứ. Cứ bẻ kẹ đây bỏ mày đi. Kẹ nấu chẳng ngọt nước chứ mấy chị. Bẻ hết chân ra. Tay vừa lật cua xem nha. Bây giờ tay sẽ múc ít nước.
ta sẽ đổ cua vào luôn nha. Đốt lửa lên Phi ơi. Cháy chưa? Thổi mạnh lên. Giờ tay sẽ cắt cái thơm mà ra nha. Ngọt không? Thơm ngọt kì. Hay là bóc ăn thấy luôn đây. Chùm lửa mạnh vào đây cho nó nhanh chín. Sâu chưa? Để xem rồi. Rồi để bỏ dầu gia vị vô luôn. Thì sáng đi tay có đem ít mì với lại gia vị nha. Để tay lấy gia vị ra bỏ vào luôn. Bây giờ tôi sẽ bỏ gia vị vào nha. Không lắm mà. Có chứ, đem thêm muối mà. Không có lắm. Không, em mình muối thôi. Muối tiêu với lại ớt. Tay giới thiệu mọi người đây là đồ đũa siêu to khổng lồ nha. Và chả ba lửa luôn. Đấy đi mình ơi. Đây là nồi lẩu cua nha mọi người. Mọi người nhìn thấy ngon không? Khá là hấp dẫn luôn. Nó gần sâu rồi nha. Tay chờ nó sâu tay sẽ bỏ rau vào luôn nha. Chùm lửa phải, chùm lửa vô. Đấy rồi. Đưa hết củi nhanh qua đây. Đấy. Củi nó ướt rồi. Chùm lửa mạnh vào cho nó sôi rồi bỏ rau vào luôn. Ăn hai mà không đem cháy. Ăn trong đáo bụng quá. Chùm lửa vào đây, chùm lửa mạnh vào đây. Tôi sẽ bỏ mấy trái ớt này vào luôn nha. Đó. Thơm quá. Thơm lên Phi nghe. Cua chín không?
cua chín rồi chứ, chín liền rồi chứ, cua nhanh chín lắm. Bây giờ tôi sẽ bỏ mì vào nha. Bỏ mấy cục, mày ăn mấy cục đi. Ăn không hết đâu. Ăn hết nổ rồi. Bỏ 3 cục với lại mì tôm thôi. Hết luôn. Trời má. Ăn hết chứ. Đói bụng rồi. Giờ bỏ hết vậy sao? Hết luôn. Rồi ok, bỏ hết luôn. Tôi sẽ bỏ hết luôn nha. Bây giờ tôi sẽ bỏ hết cái mì luôn nha. Cho ông Phi ăn ngập mặt luôn. Chầm lửa lên đây. Chầm lửa cho ngồi ăn mì tôm biết rồi. Đây là lầu, đây là nồi lẩu cua nha mọi người. Ăn thấy cái mì tôm rồi. Còn bỏ rau vô luôn nè. Nước chuẩn bị sâu rồi nha mọi người. Bây giờ ta sẽ bỏ rau vào luôn nha. Hay là bỏ mì tôm vào trước đi. Ăn mì tôm không? Bỏ luôn qua đi. Mì tôm nào? Bỏ vô, bỏ vào vô đi. Đủ ngầu ăn hết trơn cái mì tôm bay. Hey. Ồ, mọi người nhìn thấy ngon không? Được rồi, được đấy luôn. Hey. Được gấu kia luôn. Gấu nào nữa? Còn gấu này đây. Bỏ hết vô luôn. Thằng Phi nó bỏ hết cái mì luôn nha mọi người. Cho nó ăn ngập mặt ra luôn. Bỏ sang bỏ thêm rau vào luôn là ăn vừa đẹp luôn á. Rồi, trộn lên đi. Trộn lên, trộn lên. Rau đâu? Rau đây, rau đây. Gấp rau bỏ vào luôn đi. Bỏ vào thôi ăn luôn chứ nữa. Không lấy đũa, lấy đũa gấp cho sạch không. Cho ông cầm tay hồi nãy giờ ông cầm gì ra ai biết. Bỏ vô đây. Đúng không? Bỏ vô vòng. Đấy chứ. Ai, thấy chứ, ngon rồi đó. Quá ngon rồi. Thay cho nước chảy vào đó. Nào bỏ vô. Đây là nồi lẩu cua rất là ngon nha. Rồi, trộn lên đi, trộn lên. Nhẹ nhẹ thôi chứ nhẹ không có. Nhẹ thôi, nhẹ chứ không đổ. Cục đá nó rung rung nó đổ ở đâu. Cái lá bùn ngọt cái ngó gì. Rồi trộn lên đi. Ồ sao nhào đầu rồi.
Wow, nó sâu rồi nha mọi người. Thì bây giờ Tây sẽ bưng ra ngoài cái thưởng thức nha. Wow, rất là ngon luôn. Rồi bưng xuống đi, kiếm kiếm cái lá, kiếm cái lá đi, bưng để xuống dưới. Má mắc ăn không? Bưng xuống để phía dưới này, để em bếp trong nóng không? Nóng, nóng ăn không nổi đâu, nóng lắm. Để xuống phía dưới này, để nó đi, để nó lại ngồi trong mắt. Mà đi mà quên đem cái vá mới đào chứ. Mọi người nhìn vào lẩu cua ngon không? Mà nó đặc sệt rồi, nó rút cái trơn nước rồi. Rồi gấp đi. Wow, nhìn rất là ngon nha mọi người. Tay xin mời nha. Tay sợ chạy nghi trốn rồi mọi người. Chết rồi. Sáng quay này kia bá. Tay xin mời nha. Cảm ơn lại ghép không? Má to vậy. Đá bụng quá à. Cua không? Đây. Bỏ con cua à. Nhỏ đây ăn nè. Đây. Tí sợ tay quay phim nó chạy lại nó trốn rồi mọi người. Tay xin mời nha. Ăn chưa? Đấy. Những đông nó ngát rồi phải. Đông cứng luôn. Khô rang luôn rồi. Hả? Cái này khi nãy tay nấu á, nó khô quá nha. Nó rút cái trơn nước luôn, giờ nó khô rang rồi.
đồ sưu tập đồ bảo tàng mới lắm. Tay với cua em ăn còn một miếng nha, nhưng mà rất là no rồi. Còn mấy con cua phía dưới này. Đang mang cua à? Để cua quá trời rồi. Thì Tây cũng vừa mới ăn xong nha. Bây giờ cũng là hơn 4 giờ rồi. Có lẽ là Tây sẽ kết thúc video ở đây nha. Thì nếu mọi người thích video thì đừng quên là cho Tây một like, một lượt chia sẻ, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tây có cái động lực để Tây làm ra nhiều video hơn nữa cho mọi người xem nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.